Mến chào quý vị và các bạn đến với bộ truyện ngắn đời thực tiếp theo. Từ lúc sinh ra đến giờ, Bích Ngọc tôi đây luôn được cả bố mẹ và anh trai yêu thương hết mực. Bố Tuấn của tôi đang làm bác sĩ ở một bệnh viện có tiếng ở Hà Nội. Mẹ Lan thì đang làm giáo viên cấp 3. Cả gia đình được biết đến gia đình văn hóa kiểu mẫu. Luôn được mọi người kính trọng. Ngọc ơi! Ra ăn táo nẻ con! Thím mai mới về quê mang lên đấy. Dạ mẹ chờ con xíu. Mà anh hai con đâu rồi Ngọc? Anh đang học trên phòng ạ. À? Gọi nó xuống mẹ nói chuyện tí. Tôi nhanh nhỏ chạy lên phòng anh hai, vừa chạy vừa hát líu lo. Vì tính bất cẩn của mình, đứa con yêu của mẹ bị vấp vào cạnh cầu thang. Máu chảy ra khiến tôi hoa mắt, chóng mặt rồi ngất xỉu. Tiếng lăn xuống cầu thang của tôi khiến mẹ ở trong bếp giật mình, chạy ảo ra. Ngọc ơi! Mẹ khóc nức nở, ôm đưa con gái vào lòng. Hùng trên tầng cũng chạy xuống, thấy em gái bị ngất. Máu me đầy mặt cũng hốt hoảng lên, chạy ra nhà hét lớn. Tiếng khóc cùng tiếng hét chói tai khiến nhà hàng xóm chú ý. Tất cả mọi người nhốn nháo cả lên. Xe cứu thương được gọi đến ngay sau đó. Tôi được nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Phòng cấp cứu sáng đèn. Bố, mẹ và anh hai ở ngoài không ngừng lo lắng mẹ thì khóc như muốn ngất đi phải vào phòng truyền nước bác sĩ bước ra may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vết thương cũng khá lớn bị gãy xương ở chân và vết thương ở trán phải khâu năm mũi nhìn con gái đáng yêu của mình nằm trên giường bệnh mẹ không khỏi đau xót thầm trách bản thân mình quá sơ ý từ đó mẹ lan cũng đã mang một tâm lý bảo vệ và ngăn cấm tôi quá mức đây là lần đầu tôi vào viện. Nhìn cảnh vật xung quanh, tôi khóc lớn lên. "Mẹ, mẹ, con muốn về nhà. Con muốn được nằm trên chiếc giường màu hồng của con cơ." Hu 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 hu. "Ngọc của mẹ ngoan nào, mình đang bị đau thì phải ở viện chứ. Khi nào khỏi thì mẹ cho con đi mua đồ đẹp nhé." "Con không thích." Tôi hét lớn. Tiếng hét chói tai ấy ảnh hưởng đến mấy bạn đang ngủ một bà mẹ bên cạnh giường quát lên làm tôi sợ hãi càng khiến tôi khóc lớn hơn tiếng khóc làm tôi ho khan ói ra nước mẹ bên cạnh ôm tôi vào lòng vỗ về ngoan ngoan nào con con nín đi nha với bản tính ngang bướng của mình thì làm sao tôi có thể nín khóc được tôi càng hét to hơn bầu không khí vốn ảm đạm yên bình đã bị tôi tuổi phá hỏng mọi người khó chịu nhưng không biết phải làm sao Bỗng nhiên, một cậu bé tầm 15 tuổi đi đến mang theo một con gấu màu hồng đến bên tôi. Anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi. Bé đáng yêu thế này mà khóc to thế, không chừng sau này xấu đấy nha. Anh có con gấu tặng bé này, thấy có đồ chơi đẹp, tôi nín khóc, cười tươi nhìn anh. Một anh chàng da trắng, khuôn mặt rất thanh tú. Tôi nhìn anh đến ngây người, con gấu bông trên tay được tôi ôm chặt. Em em cảm ơn anh ạ à. ngoan quá em không được khóc nữa nha dạ em không khóc nữa mẹ tôi bên cạnh vui mừng ra mặt cảm ơn sự giúp đỡ của cậu bé ấy vết thương của tôi khá nặng nên phải ở viện tầm một tháng không khí ngột ngạt ở đây khiến tôi không thể chịu đựng được ngày nào cũng phải bế đi chơi công việc mẹ tôi phải gác lại để chăm con nhưng để chăm một đứa con nít trong viện thật không dễ dàng mắt mẹ thâm đen lại, cả đêm không tài nào ngủ nổi, vết thương cứ lâu lâu lại nhói lên, cơ thể yếu ớt của tôi cứ đau như xé da xé thịt, khóc không ngớt. mẹ bế tôi ra ngoài để cho khuây khỏa thì bắt gặp cậu bé hôm trước cũng ở đây, gặp được anh, tôi bỗng dưng hết khóc, im lặng để mẹ nói chuyện cùng anh, khi đang nói chuyện vui vẻ thì tôi lại khóc, đòi anh bế cho bằng được, mẹ tôi bất lực nhìn đứa con gái trên tay, rồi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn chàng trai ấy. Anh vui vẻ với đề nghị ấy, bế tôi trên tay, trong túi đưa ra một cây kẹo mút vị dâu cho tôi. Tôi cười khoái chí, bắt anh bế đi chơi khắp bệnh viện. Mẹ tôi nhìn từ xa nhìn con cười, người mẹ ấy cũng thấy vui lây, thật may mắn khi gặp được chàng trai tốt bụng. Hôm nay cũng như thường ngày, bác sĩ sẽ đến kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân thật may mắn khi vết thương của tôi sắp khỏi chỉ cần ở thêm hai ngày nữa là có thể về không phải nói mẹ tôi đã vất vả suốt tháng nay không khỏi vui mừng cảm ơn bác sĩ rối rít mẹ nhìn tôi đặt lên trán tôi một nụ hôn yêu thương hai ngày sau tôi được xuất viện anh đến thăm tôi tặng kèm một con gấu bông nữa cả mẹ và tôi đều thấy rất quý cậu trai này khi anh tính rời đi thì tôi lại quả khóc như linh tính được lần này là lần cuối gặp anh. Mẹ! Mẹ! Con muốn anh bế. Anh phải đi rồi con à. Đừng uốn nữa nhé. Không! Không! Con muốn bế. Tiếng khóc lại càng to hơn. Cậu ấy liền chạy đến ôm cô bé vào lòng. Khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi mãi nhớ. Tấm ảnh chụp anh và tôi được mẹ chụp lại và cất ở trong máy đến mãi tận sau này. Bây giờ tôi cũng đã là cô gái 16 tuổi, ký ức ngày ấy cũng đã quên gần hết. Nhưng mỗi lần nhìn lại tấm ảnh ấy, tôi lại luôn khao khát được gặp anh lần nữa. Nhờ có anh mà cô gái nhỏ năm nào đã ngoan ngoãn hơn, cũng giúp mẹ bớt mệt đi phần nào. Anh Hùng năm nay cũng đã lên lớp 12, được gia đình định hướng thi vào trường công an. Dạo này tình hình ở nhà căng thẳng lắm tối nào mẹ cũng sẽ chờ anh ngủ rồi mới về phòng bố thì ở dưới nhà không ngừng tạo áp lực lên con trai bởi anh chính là niềm hy vọng của gia đình nhất định phải thi đậu nhìn khuôn mặt ốm yếu và xanh xao của anh em gái như tôi không tài nào an tâm được tôi xin tiền mẹ mua ít đồ ăn cho anh rồi chạy lên phòng nói chuyện với anh cho bớt căng thẳng hơn tôi ở bên ngoài cửa cầm theo một bịch bim bim mà anh thích nhặt kèm theo chai sữa chuối. Lên tiếng hỏi. Anh ơi, em vào phòng được không? Ngọc vào đi em. Anh đang ngồi trên bàn học chăm chú làm đề. Nhìn chồng sách xung quanh anh mà tôi ngán ngầm thở dài. Anh không tính ra ngoài cho khuây khỏa hà. Cứ ở trong nhà thế kia. Anh còn nhiều bài cần làm lắm. Còn hơn một tháng nữa là thi rồi. Nhìn anh mà em thương quá. Em có mua cho anh ít đồ ăn vặt cùng sữa nè. Cảm ơn em gái đáng yêu của anh nha. Mà anh anh thật sự muốn thi công an hả? Không phải hồi bé anh nói với em là ước mơ làm phi công cơ mà. Rồi đến một lúc nào đó, em sẽ hiểu những việc anh làm. Anh không thể phụ lòng bố mẹ được. Anh cố gắng nhé. Dù anh làm gì thì em sẽ luôn ủng hộ anh. Ngọc, cảm ơn em nhiều nhé anh ơi anh dành thời gian hôm nay đi tô tượng với em một hôm được không em thấy anh áp lực quá em lo được được hôm nay anh pha lệ đấy nhé mình đi thôi nào tôi và anh hùng vui vẻ đạp xe ra bờ hồ vừa chơi vừa trò chuyện tôi thật sự rất thương anh vừa là con trai của bố mẹ vừa là cháu đích tôn của dòng họ chắc anh áp lực lắm đứa em gái này chỉ có thể như vậy thôi mong anh sẽ luôn vui vẻ và đạt được kết quả tốt. từ bé, tính tôi đã khác với anh trai, tôi ngang bướng, không chịu nghe lời. bố mẹ bắt tôi phải đi học đàn, học múa, trong khi tôi chỉ thích vẽ và đọc truyện tranh. mối quan hệ căng thẳng ấy cứ diễn ra trong im lặng ấy cho đến khi sự việc ngày hôm nay bộc phát. sau kỳ thi khó khăn diễn ra, anh tôi cuối cùng cũng đã đậu vào ngôi trường mà bố mẹ mong muốn mẹ tôi muốn ăn mừng cho thành tích của con trai nên tổ chức một buổi tiệc mời anh em và bạn bè đến ăn mới hơn sáu giờ mẹ và thím mai đã tất bật đi chợ lúc về mang theo bao nhiêu túi đồ đang ngon giấc ở trên giường tôi đã bị tiếng hét của mẹ đánh thức ngọc ngọc dậy phụ mẹ thế nào biết mấy giờ rồi không hả mẹ đàn sớm mà mẹ cho con ngủ thêm xíu đi nhanh không không nhanh là mẹ lên phòng đấy nha mẹ mà lên phòng thì tôi có mà no đòn tôi nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nhìn đống đồ trong bếp tôi không khỏi ngạc nhiên trời ơi không biết mẹ tôi mời bao nhiêu người mà mua một đống đồ thế này mẹ mẹ nấu cho cả làng ăn hả mẹ còn ở đó mà ngái ngủ nữa hả con nhanh phụ mẹ nào có hơn mười mâm thôi chứ mấy mười mâm cơ á thế thì nấu mệt luôn ấy mẹ nhỉ biết thế còn không nhanh vào làm đi còn hỏi nữa tôi xoắn tay áo lên nhặt rau thái khoai tây và rửa đồ hộ mẹ và thím mai cả ba người loay hoay bếp hơn năm tiếng cuối cùng cũng xong lúc này họ hàng và bạn bè cũng đã đến dần dần mọi người phụ nhau sắp đồ ăn ra bên ngoài sân mùi đồ ăn thơm nước mũi khiến ai cũng cảm thấy đói thật sự tôi rất phục mẹ, vừa nấu ăn ngon vừa dạy giỏi, hát hay, mẹ chính là hình mẫu hoàn hảo mà nhiều cô gái hướng đến. Bữa chung vui nhanh chóng diễn ra, mẹ và bố cười không ngớt, cầm lá thư nhập học của con trai ra đọc, mọi người vỗ tay chúc mừng vui vẻ, anh hùng bên cạnh thì không khỏi tự hào, cuối cùng bố mẹ tôi đã rất hãnh diện về anh. không khí đang vui vẻ, tôi đang ăn ngon lành, thì một câu nói của bác tư chị gái bố làm tôi không tài nào ăn nổi nữa anh con cũng đã đậu đại học danh tiếng thế kia ngọc tính học cô giáo hay bác sĩ vậy con cháu sẽ thi vào trường nghệ thuật ạ à. cháu muốn làm họa sĩ trời con bé này lạ đời nhỉ không muốn làm công chức nhà nước mà lại làm mấy công việc tự do ít tiền vậy con cháu thích ạ à. con bé này bác khuyên thật thay đổi ý định đi còn kịp cháu còn hai năm nữa vẫn cố gắng được gia đình cháu ai cũng là công chức như thế cháu muốn mình làm kẻ lạc đời vậy hả bác nói gì vậy ai chả có ước mơ của mình cháu thật sự không muốn nói thêm đâu ạ à? tôi mặt đỏ tía tai nói lớn trời trời cái nhà này thật vô phúc khi có đứa cháu như mày tôi không muốn nghe thêm nữa bỏ chạy lên phòng bố và mẹ đứng đó mặt cũng đỏ hết lên tức giận không thôi nhưng vì muốn giữ hình tượng nên không nói gì rồi đổi chủ để khác đế nói chuyện tôi lên phòng khóa cửa lại ngồi đó ngắm những bức tranh của mình đã từng vẽ và khao khát được mọi người chấp nhận bữa tiệc cũng kết thúc mọi người cũng ra về hết tôi đang ngồi vẽ trong phòng thì bị tiếng gõ cửa làm phiền ngọc ngọc ơi tiếng thím mai vang lên dạ, sao đấy thím. xuống nhà, bố mẹ muốn nói chuyện kìa con. cháu xuống ngay, thím cứ trước đi ạ. À? nhanh nha, mẹ con đang tức giận lắm kìa. vâng, cháu biết rồi. tôi biết rồi cũng sẽ có ngày này xảy ra mà thôi. tôi sẽ nói rõ ước mơ của mình và theo đuổi nó. vừa thấy tôi xuống, mẹ đã không kiềm chế được mà hét lên. ngọc, con đến đây ngay lớn quá rồi nhỉ? Mẹ! Mẹ đừng nổi giận ma. Đang nói chuyện với bác mà tự ý lên phòng. Không xin phép. Con muốn người ta nói mẹ không biết dạy con hả? Tại bác ấy nói quá đáng quá nên con mới thế. Quá đáng? Mẹ chẳng thấy quá đáng tí nào cả. Con thật sự muốn theo nghề vẽ ư? Mẹ ơi! Đó là ước mơ của con. Xin mẹ hãy chấp nhận hoặc làm giáo viên hoặc là bác sĩ ngân hàng gì đó cũng được ngoài nghề kia ra mẹ con xin mẹ hãy để con được sống với đam mê của mình đam mê của con liệu có nuôi sống con không hay lại về xin bố mẹ con nhất định sẽ làm được mà mẹ xin mẹ hãy tin con mẹ không muốn nói nhiều mẹ nói xong cũng lên phòng bố tôi cũng đi theo lên căn phòng khách chỉ còn tôi và anh hùng thấy tôi đang bật khóc, anh nhẹ nhàng đến an ủi. "Ngọc à, đừng suy nghĩ nhiều nha, chắc mẹ sẽ giận tí thôi." "Anh hai, anh có tin em không?" "Anh tin em chứ, chỉ cần em muốn làm gì anh đều sẽ ủng hộ em." "Em cảm ơn anh." "Đừng khóc nữa nha, lúc nãy chắc em chưa ăn được nhiều, để anh kêu thím Mai nấu em bát mì nhé." "Dạ." thật may mắn khi tôi vẫn có anh hùng ở bên cạnh ủng hộ và yêu thương bát mì nóng hổi trước mắt được tôi ăn hết sạch ăn xong anh đưa tôi đi lượn khắp hồ tây rồi mua tặng tôi bộ màu vẽ mới đứa em gái được anh yêu thương này nhất định sẽ thành công và yêu thương anh vô bờ đến ngày nhập học cả nhà ai nấy đều sụt sùi nước mắt tuy anh sẽ thường xuyên về thăm nhà nhưng cảm giác ai rồi cũng phải lớn rồi xa gia đình cảnh tượng ấy thật khiến con người ta đau lòng từ khi anh hùng đi cả nhà chỉ còn ba người mẹ tôi vẫn bắt tôi phải thi những ngành mà mẹ muốn không khí ấy thật bức bối và khó chịu vì thương tôi nên mẹ mới thế nhưng thật sự nó khiến tôi nghẹt thở bố vốn từ bé đã rất chiều tôi với lại hồi bé tôi bị thương nhưng không thể chăm tôi được nên bây giờ ông rất áy náy và thương tôi hết mực khi tôi muốn thi vào trường nghệ thuật bố cũng không nói gì nhiều mà chỉ dặn tôi thuyết phục mẹ mà thôi mỗi ngày sau khi xong việc mẹ sẽ lên phòng tôi ngồi bên cạnh để kiểm tra bài vở nhưng do mấy hôm nay mẹ bận có nhiều bài thi nên không lên thăm tôi nữa đây cũng là khoảng thời gian mà tôi thấy thoải mái nhất tôi lấy ra tập vẽ và màu ra vẽ vời hôm nay tôi sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp để gửi tặng anh hùng mẹ sắp lên thăm anh, nên tôi cũng muốn có quà để tỏ tấm lòng yêu thương này. Để có thể thi vào trường mà mình mong muốn, tôi phải tham gia kỳ thi vẽ tập trung. Tôi lo lắng không ngừng, không biết rằng liệu mình có thể đạt được kết quả mong muốn hay không. Hôm ấy có lịch học nhưng bình thường, nhưng vì tôi có nói với giáo viên, nên cô đồng ý cho tôi nghỉ. Một mình tham gia buổi vẽ, tôi phải chuẩn bị đủ hết mọi thứ Hội trường thi đông kín người, tôi khó khăn lắm mới tìm thấy chỗ của mình. Nhìn bạn bè có người thân đi cùng, một đứa con gái như tôi không khỏi chạnh lòng, nhưng tôi sẽ xem đó như là nguồn động lực của mình để chứng minh cho ba mẹ thấy tôi giỏi thế nào. Thời gian làm bài 240 phút, đó được xem như những phút giây quý giá nhất của cuộc đời mình. Sức cạnh tranh cao, thời gian có hạn, chúng tôi mỗi người đều dốc lòng vào bài thi ấy. Hà Nội vào mùa thu, gió nhẹ nhẹ thổi, hương hoa sữa thoang thoảng khiến con người ta mê đắm. Giữa khung cảnh ấy, có một cô gái lặng lẽ cầm theo tấm hình đã cũ trên tay. Tấm hình đó có một chàng trai bế theo cô bé bị băng vết thương ở chán. Sau bao ngày chờ đợi kết quả, cuối cùng tôi cũng đã cầm tờ giấy kết quả trên tay. Tôi hồi hộp, mồ hôi không ngừng chảy ra tờ kết quả được mở ra và tôi hết sức kinh ngạc bởi kết quả ngoài sức mong đợi tôi đạt kết quả cao và đã được tuyển thẳng vào trường những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên khuôn mặt tôi hí hửng chạy xuống báo với mẹ mẹ hết sức ngạc nhiên vào kết quả ấy đôi mắt mẹ bỗng dưng rơi xuống mẹ cầm lấy tay tôi nghẹn ngào nói ngọc con mẹ giỏi quá mẹ mẹ xin lỗi vì lúc trước đã không tin tưởng con mẹ con biết mẹ chỉ thương cho con quá mà thôi mẹ đồng ý cho con học nhà mẹ ừ ờ, con gái mẹ cứ theo đuổi ước mơ của mình đi mẹ sẽ luôn ủng hộ con hai mẹ con ôm nhau thắm thiết cuối cùng sự căng thẳng suốt thời gian qua đã hết bố đi làm về thấy thế thì như thể không tin vào mắt mình từ khi nào hai mẹ con đã thân thiết trở lại rồi bố đặt cặp sách xuống bàn, chạy đến ôm cả hai vào lòng, cả gia đình trao nhau tình yêu thương vĩnh cửu. tôi cầm tờ báo trúng tuyển đưa cho bố. bố không thể ngừng cười, quyết định sẽ dẫn hai mẹ con đi ăn nhà hàng. buổi ăn diễn ra đầy ấm cúng. tôi như thể là người hạnh phúc nhất thế gian trong khoảnh khắc này. ước gì thời gian có thể dừng lại mãi ở đây. vì được học theo sở thích nên bốn năm đại học của tôi trải qua khá bình yên và vui vẻ. Tôi cũng nhận được kha khá giải thưởng lớn khi sắp tốt nghiệp. Tôi nhận được lời mời làm việc của một công ty nghệ thuật khá có tiếng ở trong Nam. Tôi khá đắn đo vì lời đề nghị này, tuy nó rất tốt, là ước mơ của bao cô cậu sinh viên ngành nghệ thuật, nhưng nếu vào Nam làm, tôi sẽ phải xa hang nơi chôn rau cắt rốn của mình hơn 20 năm qua, cũng sẽ xa bố mẹ, bạn bè và người thân. Sự đánh đổi này khá lớn, cho đến một ngày tôi đã hoàn toàn có quyết định của mình. Hôm nay là ngày anh Tùng dẫn người yêu về ra mắt. Cả nhà ai cũng vui vẻ đón tiếp. Mẹ là người vui vẻ và hồi hộp nhất. Mẹ đi chợ từ sớm nấu ra một bàn đồ ăn ngon nào. Gà, tôm, thịt. Bố và tôi nhìn nhau cười. Mâm cơm dành cho năm người mà tôi ngỡ như dành cho 10 người cơ đấy. Mẹ còn rất đầu tư vào trang phục. Bà mặc một chiếc váy dài màu đen sang trọng cổ treo chiếc vòng gia truyền mà bà nội để lại. Hơn 6 giờ tối, anh dẫn người yêu về. Vừa gặp chị, tôi đã rất thích bởi chị toát ra một vẻ dịu dàng và đằm thắm. Khuôn mặt chị nhìn rất phúc hậu, giọng nói cũng rất hay nữa chứ. Mẹ và bố nhanh chóng ra đón tiếp, tay bắt mặt mừng. Khi được biết con dâu mình là người miền Nam, mẹ không khỏi ngạc nhiên. "Mẹ ơi, đây là bạn gái con ạ. À. Cô ấy tên Hiền." đang là giảng viên dạy tiếng anh tại trung tâm ạ à. ồ đưa bạn gái vào nhà ăn cơm đi con mẹ ơi cô ấy là gái sài gòn nếu như có gì không gì không đúng mẹ cứ cho qua nhé còn nói thế thì con dâu nghĩ mẹ khó tình thì chết cả hai vào đi mẹ chuẩn bị hết cả rồi đấy dạ con cảm ơn mẹ chị hiền và anh vào nhà nhìn mâm cơm trước mắt chị không khỏi khen ngợi ôi bác gái nấu nhiều quá. con cảm ơn ạ. À. ăn nhiều nhiều vào nha cháu. bác chỉ sợ cháu không hợp khẩu vị. dạ, cháu dễ ăn lắm ạ. À. bầu không khí trong nhà thoải mái nên anh hùng cũng khá yên tâm và vui vẻ vì buổi ra mắt này đã được chấp nhận. khi được hỏi tại sao hai người quen nhau, chị nhìn anh đầy hạnh phúc, kể lại. hóa ra chị ấy vốn sinh sống ở sài gòn từ bé. Trong dịp ra Hà Nội chơi với họ hàng thì hai anh chị gặp nhau. Chị đã là người xin số anh và hẹn anh đi chơi. Sau này, tình cảm cả hai dần lớn lên. Chị đã chuyển công việc ở trong Sài Gòn ra đây để làm việc gần anh. Nhìn anh chị yêu thương nhau bất kể không cùng thành phố, không cùng vùng miền. Tôi lại cảm phục và ngưỡng mộ tình yêu ấy. Tôi nhớ về những ký ức hồi bé. Cầm bức ảnh trên tay ra và có quyết định khiến cả nhà sững sốt bố mẹ ơi sau khi tốt nghiệp con muốn vào nam làm việc ạ à. con nhận được lời mời của công ty công ty ấy hứa hẹn có mức lương hợp lý cho con ạ à. ngọc con suy nghĩ kỹ chưa con cũng đã lớn mẹ sẽ không ý kiến vào quyết định của con nhưng từ bé đến lớn con đã quen cuộc sống ở hà nội rồi liệu rằng con có thích nghi được không bố tôi bên cạnh khuôn mặt đăm chiêu chỉ nói một câu con cảm thấy như vậy là tốt thì bố không phản đối nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ càng bố không muốn con phải hối hận với quyết định của mình bố ơi con biết con nên làm gì ạ à? tôi nắm lấy tay bố và mẹ ánh mắt đầy quả quyết tôi chắc chắn sẽ không làm bố mẹ thất vọng đâu bởi vì tính cương quyết của con gái bố mẹ tôi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cảm giác ấy thật sự khiến tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được có bố mẹ tuyệt vời như vậy. Cuộc đời tôi bắt đầu chuyển trang một trang mới, một chương của những thử thách và điều thú vị. sau khi tốt nghiệp, tôi một mình đi vào sài gòn. ngày tôi đi, bố mẹ đều nghỉ làm ra sân bay tiễn tôi. anh hùng và chị hiền cũng nhanh chóng sắp xếp công việc rồi ra sau. nhìn chiếc máy bay bay lên bầu trời, bố mẹ không cầm được nước mắt con gái nuôi hơn hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng đã trưởng thành và bay theo ước mơ của mình thật rồi. chỉ hơn sau hai giờ bay, tôi đã xuống sân bay tân sơn nhất, vì là người trong này, nên chị hiền đã nhờ em trai của chị ra đón tôi. giữa bao nhiêu người, thì đâu mới là người mà tôi cần tìm đây chứ. đang loay hoay không biết là ai, thì điện thoại tôi vang lên, một số lạ. chị ngọc phải không ạ. À? vâng đúng rồi ạ. À cho hỏi ai đây nhỉ? Em là em trai của chị Hiền ạ. À. à, à, em đang đứng ở đâu đấy? Đây nè chị. Tôi nghe tiếng điện thoại gần đây. Quay người sang thì bắt gặp một chàng trai trẻ tuổi. Chắc đang là sinh viên đứng vẫy tay. Tôi hớn hở chạy lại. Không ngừng nở nụ cười thật tươi. Em ấy sách hộ tôi cái vali. Hôm nay tôi sẽ ở tạm ở nhà chị Hiền một hôm. Rồi mai sẽ đến công ty xem công việc luôn vì tôi xuống máy bay vẫn còn sớm nên có đi chợ mua thêm ít quả cho ba mẹ chị luôn vừa thấy tôi gia đình chị đều vui vẻ đón tiếp nồng hậu người miền nam luôn tạo cho người khác sự thoải mái và vui vẻ tôi cứ ngỡ mình đang ở trong căn nhà của bố mẹ mình cơ đấy vì anh chị tôi cũng đã xác định cưới nhau hai gia đình cũng đã gặp mặt nên bố mẹ chị cũng coi tôi như con cái trong nhà chăm sóc và quan tâm lắm Khởi đầu khi vào Nam của tôi khá tốt nhưng đâu biết rằng những thử thách đang đến với tôi một cách bất ngờ. Hôm sau, sau khi đã nghỉ ngơi tôi quyết định sẽ đến công ty xem sao. Em Tuấn, em chị Hiền bảo sẽ đưa tôi đi, nhưng tôi từ chối, bởi em ấy cũng đang có tiết học ở trường. Tôi không muốn em ấy phải nghỉ học vì mình. Tôi bắt xe ôm để đến công ty. Công ty cách nhà Tuấn hơn 17 cây số lận nên tôi bắt xe từ sớm. Không khí Sài Gòn nhộn nhịp không khác gì ngoài Hà Nội. Dòng người tấp nập. Mới hôm qua đây thôi, ở Hà Nội đang lạnh 10 độ thì vào trong này thời tiết nắng gắt khiến tôi khá bị ngợp. Công ty được đặt ở một khu khá xa trung tâm thành phố. Đường đi vào khá khó khăn. Nhưng đến nơi tôi bị bất ngờ bởi sự uy nghiêm và to lớn của nó. Đến nơi tôi nhanh chóng vào nhận việc, vì đã có lịch trước nên mọi việc khá suôn sẻ cho đến khi vì hôm nay tôi sẽ ở lại nói chuyện và thử làm việc luôn nên lúc về cũng đã khá tối lúc ấy tôi bắt xe nhưng mãi không có ai nên quyết định đi một đoạn để ra bắt xe nào có ai ngờ tôi bị một người lạ mặt chặn đường tôi bị lôi vào một bên góc đường đoạn này đèn không chiếu đến nên khá tối tên này đeo khẩu trang màu đen đầu tóc rối bời giọng đe dọa có tiền không đưa đây nhanh tôi tôi không có. chán hắn nhăn hết lại. không nhiều lời, hắn giật mạnh chiếc túi của tôi, khiến tôi bất ngờ, mà ngã ra đất. lúc bỏ dậy được thì hắn đã chạy mất tích, bóng dáng càng xa dần trong màn đêm. một cô gái ở một nơi xa lạ, bị cướp mất túi. không tiền không điện thoại, cơn sợ hãi trong tôi bùng lên. tôi đứng ở đấy khóc một lúc lâu. thấy thấm mệt nên tôi ngồi tạm ghế đá rồi khóc tiếp chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến vậy nước mắt cứ thế lan dài tôi bỗng dưng nhớ đến ba mẹ ở nhà nhớ căn nhà yêu thương đã sống hơn hai mươi năm ấy vì khá xa trung tâm nên ở đây khá vắng vẻ lâu lâu mới có người qua lại thấy tôi khóc có người lơ đi có người thì bàn tán nhưng mặc nhiên không ai giúp đỡ đến một lúc sau một người đàn ông nhìn khá thư sinh từ đâu bước đến hỏi thăm em bị sao vậy em bị người ta cướp hết rồi không còn gì cả nhà em ở đâu ở núi thành ạ à. trời ơi cách đây khá xa đấy làm sao em đi đế tận đậy được em làm ở công ty mới đến hôm nay làm việc ạ à. ồ trùng hợp thế anh cũng là nhân viên này anh đưa cho tôi thẻ nhân viên cho tôi xem đúng là thẻ của công ty thật tôi mừng rỡ như nắm được sợi dây cứu mạng Em cứ ở đây, anh sẽ bắt xe cho em rồi về nhé. Em, em cảm ơn anh ạ. À. Không sao đâu, giúp được anh giúp thôi. Với lại mình cũng cùng chung công ty mà. Sau 10 phút có một chiếc xe ôm chạy đến. Tôi cảm ơn anh rồi lên xe. Trước khi đi tôi không quên xin tên anh. Anh tên gì ạ? À? Có gì sau em báo đáp ạ. À? Không cần đâu, có duyên sẽ gặp lại. Nhưng mà em cũng muốn biết anh nói cho em với ạ. Thôi được rồi. Anh tên Dũng nha em. Vâng. Em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn. Tôi được bác tài xế trở về. Lúc đến nơi đã thấy cả nhà Tuấn đứng ở cửa. Tâm trạng lo lắng. Ngọc ơi! Cháu đi đâu thế? Cả nhà lo muốn chết. Dạ. Cháu đi lạc với điện thoại hết pin ạ. Mày quá! Cháu không sao là được rồi. Vào nhà nghỉ ngơi đi vì mai là cuối tuần, nên tôi được nghỉ. Tôi sẽ đi tìm phòng trọ để tiện đi làm luôn. Tôi và Tuấn chạy khắp đường, tìm mãi mới thấy một nhà trọ. Nơi này cách công ty tầm 3 km, khá thuận tiện cho việc đi lại. Nhưng giá nhà hơi cao, tận 5 triệu một tháng. Nhưng vì không còn căn nào khác nên tôi bấm bụng ở đây. Căn phòng tôi ở là trên tầng 3, có ban công, nên khá thông thoáng. Tôi nhanh chóng chuyển ra và bắt đầu cuộc sống một mình đúng nghĩa. Tôi sắm sửa nổi cơm, chăn ga gối đêm, tủ lạnh cũng tốn khá khá tiền. Tôi cũng không dám xin bố mẹ nhiều, muốn mình sẽ cố gắng trả lại bố mẹ sớm nhất. Công ty bắt đầu làm việc từ 8 giờ, nên 7 giờ tôi sẽ bắt đầu dậy và ăn sáng, rồi đi làm. Vì là công ty nghệ thuật nên nhân viên ăn mặc khá thoải mái, tôi được phân vào mảng phụ trách thiết kế và vẽ sản phẩm hôm nay có thông báo. Sẽ có giám đốc được cử đến để xem và nắm rõ tình hình công việc của mọi người và sẽ tiếp quản công việc ở đây. Ai nấy rất bận rộn. Tôi cũng phụ mọi người dọn dẹp lại nơi làm việc. Mọi người bàn tán khá nhiều về người giám đốc ấy. Vị giám đốc này khó tính lắm đấy. Biết đường mà dọn dẹp và chuẩn bị kỹ vào. Nghe nói mấy người nhân viên cũ phải nghỉ việc vì ông ta đấy. Biết rồi. Biết rồi. Mười phút sau, Vị giám đốc ấy đến. Mọi người đều lễ phép ra đón. Tôi cứ ngỡ là ông già nào đó cơ chứ nhưng thật ra vị giám đốc rất trẻ. Chắc tầm ba mươi là cùng và vị giám đốc ấy không ai khác chính là người hôm qua giúp tôi. Tôi xứng người một lúc lâu mới định thần lại. Không dám chào trước. Sợ bị quê. Nhưng hình như anh ấy nhận ra tôi rồi. Nhân viên mới bên mình không còn khóc nhẹ nữa à? Cô Ngọc. Anh nhìn thẻ tên của tôi rồi nói tôi đỏ hết mặt lên vì ngượng còn mọi người xung quanh thì bàn tán không thôi tôi lý nhí đáp dạ em chào giám đốc ạ à. anh ấy rời đi để lại tôi cùng hàng vạn câu hỏi của mấy chị đồng nghiệp và lời châm biếm em quen giám đốc hả có khi nào cô ta vào được đây là do nhờ mối quan hệ của giám đốc không nhỉ nhìn trẻ đẹp thế được vào làm cũng đúng thôi nghe nói mới từ hà nội vào đấy chắc có quen biết rồi chứ đang trẻ như vậy mà được tuyển thẳng vào đây ai tin được tôi im lặng ở đó mặc cho mọi người bàn luận tôi đã từng nghe nói về môi trường công sở nhưng không ngờ nó lại phức tạp và nhiều chuyện như vậy đây cũng mới là ngày tôi quen mọi người thôi đấy không biết sau này còn có chuyện gì nữa không đây tôi thở dài ngao ngán vì có lời đồn tôi vào nhờ quen biết nên có không ít người không ưa ra mặt khi có gặp khó khăn thì mọi người chỉ vở như không thấy chỉ có tuyết là người giúp đỡ tôi mà thôi em đừng để ý những lời họ nói nhé dạ em cảm ơn chị sau có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chị dạ mà nghe nói em cũng từ hà nội vào đây hả dạ đúng rồi ạ à. em ở long biên ạ à. ui trùng hợp thế bà nội chị cũng ở long biên hà nội đấy thật ạ à, chị em mừng quá cuối cùng cũng gặp đồng hương rồi thế thì mình yêu thương giúp đỡ nhau em nhé tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một đồng nghiệp như chị ấy còn những lời đàm tiếu kia tôi sẽ lấy thành quả của mình để đáp lại hôm nay có đơn hàng từ vị khách hàng khó tính mọi người đùn đẩy nhau và dĩ nhiên tôi phải là người nhận đơn hàng ấy cũng như là bài kiểm tra năng lực để xem tôi có phù hợp với công việc ở đây không Tôi cảm thấy khá lo lắng, bởi dù biết làm nhưng tôi vẫn sợ vì nghe nói đơn hàng này có vị khách luôn đặt yêu cầu rất cao, có người phải gửi bản thảo hơn 20 lần mới được chấp nhận. Hạn nộp là tuần sau, tôi còn 4 ngày để làm. Vì cần chuẩn bị kỹ, càng nên mấy hôm nay tôi tăng ca liên tục. May nhờ có chị Tuyết giúp đỡ nên tôi cũng đỡ đi một phần. Hơn 9 giờ tối, tôi mới tan ca. Lúc đi về trên đường thì gặp vị giám đốc kia anh ta thấy nhân viên về muộn nên hỏi thăm cô về muộn vậy hả dạ em ở lại nghiên cứu thêm một chút ạ à? được tinh thần làm việc như vậy rất đáng được khen ngợi dạ em cảm ơn giám đốc mà sao giờ này anh vẫn ở đây ạ à? à tôi có việc nên đi qua đây ấy mà tôi nói chuyện với anh mà không để ý rằng có một cậu bé tầm ba tuổi đang đứng ở đó tiếng em bé vang lên ba con muốn đi ăn cơm anh mỉm cười nhìn cậu bé rồi bế cậu bé lên khuôn mặt bụ bẫm của cậu bé khiến tôi không tự chủ được mà sờ má nó cậu bé ấy khóc lớn khiến tôi giật mình Dối rít xin lỗi anh em em xin lỗi em không cố ý làm bé khóc không sao con tôi nó sợ người lạ ấy mà dạ thế mẹ bé đâu mà để anh với bé như vậy ạ à? vợ vợ tôi mất hai năm nay rồi anh buồn rầu đáp tôi biết mình đã lỡ lời nên nhanh chóng xin lỗi tiếp anh cười nói không sao rồi dẫn đứa bé đi tôi đứng đó ngây ngốc nhìn bóng dáng hai bố con rời đi tại sao một người tốt bụng như thế lại nhìn cô độc diễn vậy cơ chứ tôi không khỏi bất giác đau lòng thay lo Lò mãi nói chuyện nên không để ý thời gian thấy đã hơn chín rưỡi tôi nhanh chóng về phòng hôm nay quả là một ngày dài mà sau khi tắm rửa xong, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi đưa bản thảo của mình đến nộp cho giám đốc xem rồi sẽ gửi khách hàng. Tôi ngại ngùng bước vào, thấy cô vào, anh mỉm cười thăm. "Cô Ngọc hôm qua tăng ca là để làm xong cái này đây hả?" "Dạ, hôm nay em gửi anh xem luôn ạ." À. "Cô có tự tin vào cái này không?" "Em tự tin 85% ạ." À. Còn 15% đâu? Già, dạ, phụ thuộc vào khách hàng nữa ạ. À. Được, cô ra ngoài đi. Có gì tôi báo sau. Tôi đi ra với vẻ mặt lo lắng, mấy người bên cạnh không ngừng cười đều. Chắc chắn bản thảo này sẽ không được chấp nhận cho mà xem. Tôi lạnh lùng bước qua, dù không được chấp nhận thì cũng không sao cả, bởi vì tôi đã cố gắng hết mình rồi. Đến hơn 2 giờ chiều, có cuộc họp nên mọi người nhanh chóng vào phòng họp hôm nay mọi người sẽ đề ra phương án để cải thiện năng suất công việc và đạt hiệu quả cao hơn dũng đứng trước nhân viên nói ra những vấn đề đang còn bất cập ở văn phòng và tuyên dương tinh thần làm việc của nhân viên mới và khả năng làm việc của tôi bản thảo được làm rất chỉnh chu và đẹp mắt gửi cho khách hàng đồng ý ngay lập tức tất cả vỗ tay và không ngừng kinh ngạc về năng lực của tôi không ngờ được tuyển vào của tôi là thật mọi người đều nhìn về tôi đầy vui vẻ tất nhiên tôi cũng rất vui mừng và nhìn anh mỉm cười vì tiếp xúc với nhau thường xuyên tôi dần dần cảm mến bởi sự thông minh và chuyên nghiệp của dũng trong tôi bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ một chút nhớ mong lẫn yêu thương tôi đang đi dạo trong siêu thị để mua đồ nấu ăn buổi tối thì lại gặp dũng và con ở đây vừa thấy tôi Dũng đã vui vẻ đến nói chuyện. Cả hai đều có sở thích ăn gà và mì ý. Khi nhìn giỏ hàng trong tay nhau, tôi và Dũng bật cười thành tiếng. Tôi còn nhanh trí mua ít bim bim cho cậu nhóc. Quả nhiên là con nít. Thấy đồ ăn vặt là sáng bừng lên. Đứa trẻ mỉm cười nhìn tôi, cháu cảm ơn cô ạ. À. Dũng ngỏ ý muốn tôi đến nhà chơi. Bởi nhà anh gần đây. Ngọc à, nếu em không bận thì về nhà anh chơi với Hoàng. Em, Bây giờ thì không bận gì nhưng như thế thì ngại lắm. Tôi đỏ mặt, đang suy nghĩ thì tiếng Hoàng vang lên. "Cô Ngọc, cô về nhà cháu chơi đi. Cháu có cái này cho cô, vui lắm đấy." Hoàng dễ thương như thế, tôi làm sao từ chối được. Tôi về nhà anh trong ngại ngùng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà con trai khác nên không biết phải làm thế nào. Không nhận nhà anh gần siêu thị thật, ngay bên cạnh luôn. Căn hộ anh đang ở là một căn hộ đã đắt chỉ có những người có tiền nhiều mới ở được. Hoàng nhanh nhào chạy trước dẫn đường, còn tôi với anh thì nhìn nhau cười ngại ngùng. Đến rồi, cô ơi, Hoàng lên tiếng phá tan đi sự ngại ngùng. Tôi không dám vào thì bị Hoàng nắm tay kéo vào. Căn phòng hiện ra thật gọn gàng và ngăn nắp. Tông màu là màu vàng nhẹ, mang lại cảm giác ấm cúng. Trên bức tường giữa phòng khách đặt một bức ảnh gia đình nhìn gia đình hạnh phúc ấy mất đi một người quả thật tôi không thể nào cầm nước mắt. Em sao đấy ngọc. Em tự dưng thấy buồn cho hoàn cảnh của bé hoàng quá. mới bé đã mồ côi mẹ. Hoàng nó đã quen rồi em à. nếu được anh cũng muốn tìm một người mẹ cho hoàng. nói đến đây anh nhìn tôi, khiến tôi ngại ngùng, nhanh chóng lấy cớ vào bếp để nấu gà và mì. vì không biết khẩu vị của hai cha con ra sao nên tôi vẫn hay nấu như ở nhà. Lúc tôi đang nấu ăn thì anh đưa Hoàng vào tắm rửa. Nếu người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng tôi là gia đình cơ đấy chứ. Hoàng tắm xong, bước ra thì đã lập tức khen thơm, khiến tôi như tiếp thêm động lực, nấu thêm vài món nữa. Cuối cùng sau 30 phút, một bàn đồ ăn đã xong. Dũng nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ. Không ngờ em vừa giỏi vừa nấu ăn ngon nữa cơ đấy. Anh quá khen rồi ạ, em cũng bình thường thôi hoàng bên cạnh đã ăn từ lúc nào miệng dính đầy mỡ cả hai chúng tôi nhìn nhau cười sảng khoái đứa bé này thật háu ăn mà bữa cơm vui vẻ diễn ra trong không khí ấm cúng ăn xong tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi về trọ bởi vì cũng khá là muộn rồi dũng và bé hoàng quyết định đã cùng nhau đưa tôi về tuy tôi nhanh chóng từ chối nhưng đã bị hai bố con thuyết phục thành công tôi được những hai chàng trai đưa về nhà cảm giác ấy thật sự hạnh phúc. tối hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. cảm giác gia đình này là sao nhỉ. ở bên kia có hai bố con cười thật tươi nhìn nhau. ngọc đâu biết rằng. anh đã ấn tượng với cô thì lần đầu gặp mặt. hình ảnh lúc ấy của cô y hệt với cô bé mà anh từng gặp hồi bé. tấm hình về cô bé ấy vẫn được anh giữ ở trong điện thoại. còn về hoàng, cậu bé luôn luôn thiếu cảm giác của người mẹ nên khi được bố hỏi con muốn có mẹ không thì anh chàng nhí ấy gật đầu đồng ý rồi cùng bố tạo mọi cách để gặp ngọc hôm nay là chủ nhật tôi nhận được tin nhắn từ dũng vì hoàng muốn đi công viên nên muốn rủ tôi đi cùng vốn đã thích anh và bé hoàng nên tôi nhanh chóng đồng ý tôi được anh đón trên chiếc xe hơi sang trọng khi thấy tôi bé hoàng cười tươi chạy xuống xe đòi bế Đứa bé nũng nịu trông thật đáng yêu biết bao, cảm giác làm mẹ không biết từ lúc nào đã bắt đầu có trong tôi. Cả ba cùng nhau đi đến công viên. Không khí thoáng mát ở đây khiến tôi được thư giãn sau bao nhiêu mệt nhọc. Hoàng cầm lấy một tay tôi kéo đi mua bim bim và bánh. Dũng đằng sau chỉ biết cười mỉm. Không ngờ con mình lại thông minh và quý ngọc đến thế. Đến giờ trưa, anh đưa tôi đến một nhà hàng gần đó để ăn cơm nhân viên phục vụ rất chu đáo còn rất nhanh miệng ui gia đình mình trong hạnh phúc quá à không biết anh chị lấy nhau lâu chưa ạ à? cảm ơn cô nhé chúng tôi trông rất đẹp đôi đúng không anh nhìn tôi đầy ái muội cô nhân viên thì vẫn tấm tắc khen lấy khen để vâng anh chị rất đẹp đôi ạ à. bé nhà chị cũng đáng yêu nữa thật là đáng ngưỡng mộ ạ à. tôi bên cạnh nghe xong mà không biết phải nói gì còn Dũng thì cười như được mùa vậy đó. Tôi đã có một ngày chủ nhật thật tuyệt vời. Cảm giác vui vẻ và hạnh phúc ấy cứ lâng lâng trong tôi. Về đến nhà, xem lại những bức ảnh đã chụp, khóe miệng tôi bỗng chốc mỉm cười. Đúng là rất giống một gia đình hạnh phúc. Công việc của tôi vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Lâu lâu có gặp xíu trục trặc nhưng đều được giải quyết nhanh chóng. Hôm nay anh không đi làm, tôi khá lo lắng nên đã gọi điện hỏi thăm hóa ra hôm nay là ngày rỗ của vợ nên anh dẫn con đi thăm mộ mẹ tôi nghe thế thì cũng biết ý rồi nhanh chóng tắt máy mọi chuyện không có gì nếu như không có cuộc gọi đó tôi nhận được cuộc gọi của anh giọng nói run rẩy sắp khóc cất lên ngọc ngọc ơi hoàng bị tai nạn đang trong bệnh viện gì cơ anh đang ở đâu đấy bệnh viện chờ em xíu em đến ngay. Tôi nhanh chóng chạy đi trong sự ngạc nhiên của đồng nghiệp. Lúc tôi đến đã thấy Dũng đôi mắt đỏ hoe, quần áo dính máu. Anh chạy đến ôm tôi, nước mắt không tự chủ nữa mà rơi xuống. Tôi đứng bất động cho anh dựa vào. Ngọc, Ngọc ơi, hoàng bị người ta tông là do anh, do anh quá bất cẩn. Anh nói cho em nghe chuyện gì xảy ra được không? Anh đang đi mua hoa để thắp hương không chú ý đến hoàng, lúc quay lại đã thấy con nằm đó rồi. đó không phải là lỗi do anh, chỉ là thằng bé đang gặp một thử thách để hoàng mạnh mẽ hơn thôi. nên anh đừng lo lắng nữa nhé. lúc em năm tuổi, em cũng phải vào bệnh viện như vậy nhưng sau đó em mới hiểu được sự vất vả của mẹ, cũng như không còn muốn làm mẹ buồn nữa. cảm ơn em đã an ủi anh. anh buông tôi ra, cùng tôi ngồi xuống chờ kết quả thật may mắn khi thằng bé chỉ bị vết thương ngoài da máu chảy nhiều là do vết thương ở chân nhưng may mắn đưa vào bệnh viện sớm nên đã cầm máu lại giờ cho bé nghỉ ngơi tầm một tuần là ổn rồi hai chúng tôi mừng chảy nước mắt ôm nhau từ lúc nào không hay khi phát hiện ra thì tôi và anh đều ngại ngùng nhìn nhau bầu không khí xung quanh bỗng nóng lên tôi phải chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt lại khuôn mặt tôi đỏ ửng như vừa chạy bộ xong vậy Tôi nhìn mình trong gương và nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Bây giờ, tôi phải làm gì đây? Hoàng được đưa về phòng hồi sức. Nhìn đứa bé nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt trắng bệnh. Tôi không khỏi đau lòng. Nếu như có mẹ ở đây, chắc cậu bé sẽ bớt đau hơn nhỉ? Tôi đến nắm lấy bé nhỏ ấy. Miệng Hoàng bỗng nhiên mấp mé gì đó. Tôi ghé lại gần thì nghe tiếng gọi. Mẹ mẹ ơi! Đừng bỏ con! Mẹ mẹ ơi! tiếng gọi mẹ sao ra giết đến thế cơ chứ? Tôi muốn làm mẹ của đứa trẻ đáng thương này, được chăm sóc và yêu thương con. Dũng bên ngoài chứng kiến khoảnh khắc ấy, không còn rẻ chừng nữa, bước đến bên tôi, hỏi. Ngọc ơi, anh biết có hơi đường đột, nhưng em có thể làm mẹ của Hoàng và vợ của anh được không? Em, em, anh biết sẽ thiệt thòi cho em khi lấy anh, nhưng anh nguyện dùng cả con tim này để yêu em. Em, em đồng ý. Thật không? Tôi gật đầu. Anh bế tôi lên xoay một vòng lên không trung. Thế giới như chỉ còn hai con người với trái tim tràn đầy sự yêu thương. Vì để chăm sóc Hoàng một cách tốt nhất, anh đã xin nghỉ phép. Còn tôi khi nào đi làm về thì sẽ đưa cháu vào phụ anh trông con. Nhìn bóng dáng của anh tiểu tụy hẳn đi. Tôi không khỏi xót thương. Ai làm cha làm mẹ cũng thế. Luôn yêu thương con một cách vô bờ bến con đau một thì bố mẹ đau mười càng gần anh hơn tôi càng khao khát được anh san sẻ mọi nhọc nhằn và khổ đau lúc anh đi vắng không biết ai đã tung tin đồn là anh và tôi yêu nhau mỗi ngày tôi đi làm là mỗi ngày bị người ta xỉa sói đâm trọt cái con nhỏ kia vào đây là có lý do hết cố ý quyến rũ giám đốc để hưởng sung sướng con ngọc nhìn thế mà tâm cơ giữ thầm để xem nó giả bộ tốt lành được bao lâu đến chị tuyết, người chị mà tôi yêu quý nhất, cũng trở mặt với tôi, còn tạo ra một nhóm riêng có mọi nhân viên trừ tôi ra, để nói xấu và cô lập tôi. rốt cuộc tôi đã sai ở đâu cơ chứ, tôi chỉ đang sống cho chính hạnh phúc của mình thôi mà, mạnh mẽ là cách tốt nhất để tôi vượt qua sóng gió lần này, mọi lời nói xấu kia chỉ là bàn đạp để tôi hạnh phúc hơn sau này mà thôi, tôi tin là như vậy. sau một tháng vất vả điều trị, cuối cùng Hoàng cũng đã được xuất viện. Nhìn Hoàng có thể cười nói vui vẻ trở lại. Dũng như chút bỏ được gánh nặng. Anh ôm chầm lấy tôi. Cảm ơn em rất nhiều. Để ăn mừng sự trở lại của chàng trai mạnh mẽ đó, Dũng và tôi quyết định sẽ tổ chức một bữa dã ngoại nho nhỏ cho Hoàng, để con có thể thoải mái vui chơi sau những ngày nằm viện. Vì sẽ đi xuống vũng tàu chơi, nên mới hơn 5 giờ, tôi đã dậy đi chợ. Không khí sáng sớm thật là mát mẻ và trong lành. Lúc này mặt trời chỉ mới nhú lên sau đỉnh núi. Tôi muốn tự làm một ít đồ ăn để anh và Hoàng ăn khi đi chơi. Một danh sách được tôi ghi ra. Cơm cuộn, gà nướng, mì trộn và xa lát, kèm theo một ít trái cây và tất nhiên không thể thiếu đồ ăn vặt cho Hoàng nữa. Lọ mọ trong bếp gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi cũng đã chuẩn bị xong. Nhìn thành quả của mình cô gái ấy không khỏi tự khâm phục chính mình tiếng gõ cửa vang lên tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa với tâm trạng thích thú cánh cửa mở ra và thật bất ngờ người tôi thấy không phải là dũng hay hoàng mà là bố mẹ tôi một cảm giác vừa mừng vừa lo mừng vì được gặp lại sau mấy tháng không gặp lo vì lỡ hai cha con dũng vào nhà thì biết nói sao với bố mẹ đây thấy đứa con gái đứng ngần người mẹ mới lên tiếng ngọc ngọc không mời mẹ vào nhà hả dạ mẹ với bố vào nhà ạ bố mẹ vào thăm bất ngờ quá sao không gọi con ra đón con công việc bận rộn mẹ có dám gọi đâu thằng dũng với cái hiền vô đây có chút việc nên bố mẹ vào cùng luôn ấy mà dạ được gặp lại mẹ với bố con mừng quá con cũng tính ít bữa nữa về thăm bố mẹ mà bố mẹ lại nhanh hơn con rồi Bố mẹ tôi vào phòng đi ngắm một vòng xem thế nào. Cả hai đều vui vẻ khen phòng rộng rãi, thoáng mát. Nhờ thế cũng an tâm hơn. Nhìn thấy đống đồ trên bàn, bố mới hỏi. Ngọc, con tính đi đâu hả? Dạ, con có hẹn với bạn đi dã ngoại á bố. Bà thấy chưa? Tôi đã bảo rồi phải gọi cho con nó trước. Lỡ mày nó bận thì sao? Giờ thì mình đi qua nhà kế hiền đi. Cho Ngọc nó đi với bạn đã. Không sao đâu đó. Lâu lâu bố mẹ mới vào chơi. Con phải ở với bố mẹ chứ. Đang tính gọi để hẹn Dũng hôm khác thì chuông cửa lại vang lên. Mẹ mới bảo là anh hai đến đấy. Tôi nhanh chóng ra mở thì giật mình khi thấy Dũng và Hoàng. Cả hai cười tươi. Muốn vào nhà chơi. Hoàng còn nhanh nhậu gọi lớn. Cô Ngọc ơi! Con và bố đến chờ cô đi chơi nè. Bố mẹ trong nhà nghe tiếng thì cũng chạy ra cảnh tượng này khiến tôi vô cùng khó xử. bố mẹ mời luôn dũng và đứa bé vào nhà chơi vì tưởng là bạn bè thân thiết của con gái. chà, đứa trẻ này nhìn đáng yêu quá nhỉ. mẹ nói đâu mà để cậu đến đây với con thế. mẹ tôi nhìn dũng rồi hỏi. dạ, vợ cháu không may qua đời rồi ạ. À. ui, tôi sơ ý quá. xin lỗi cậu nha. dạ, không sao đâu bác ạ. À. nói xong với dũng mẹ tôi lại đi ngắm phòng ngủ và mấy căn phòng khác tôi ở ngoài lo lắng vì hôm trước tôi có in ảnh của tôi và dũng đặt lên bàn tôi nhanh chóng chạy đến ngăn mẹ đến phòng ngủ của mình thì mọi chuyện đã quá muộn mẹ tôi đã thấy bức ảnh ấy bà cầm bức ảnh nhìn tôi rồi nhìn dũng mặt mẹ ngạc nhiên không thể cất lời tấm ảnh trên tay mẹ rơi xuống vỡ tan bố thấy tiếng động cũng chạy đến một khung cảnh khá ngượng ngùng và hỗn loạn ở đây. Mẹ đến kéo tôi vào phòng nói chuyện, mặc cho bố tôi ở bên đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng cửa phòng đóng lại, mẹ bây giờ mới nhìn tôi rồi hỏi: "Ngọc, nói cho mẹ nghe, chuyện này là như thế nào? Còn tấm ảnh kia là sao?" "Mẹ, mẹ nghe con nói. Cậu ta là ai? Người yêu hay là bạn?" "Mẹ, con với anh ấy đã xác định muốn lấy nhau mẹ." mẹ tôi nghe xong thì sốc ngang, cơn nóng giận bùng phát. con nói cái gì vậy ngọc, con biết cậu ta là bố đơn thân, nhưng vẫn muốn yêu và kết hôn ư. dạ, con và anh ấy thật lòng yêu nhau ạ. À. trời ơi, con ơi là con, mẹ cho con vào đây là để phát triển sự nghiệp, rồi về hà nội lấy chồng, chứ không phải cho con vào đây để con lấy chồng trong này, cũng như yêu hay cưới người đã có gia đình cả. mẹ, xin mẹ hãy hiểu cho con, con thật sự yêu anh ấy, với lại, vợ anh ấy đã mất, con cũng sẽ danh chính ngôn thuận đăng ký kết hôn với anh ấy mà mẹ. ngọc, mẹ cho con ăn học đàng hoàng rồi con như vậy hả con, rồi con muốn sau này chăm sóc cả đứa bé kia ư, rồi mẹ ghẻ con chồng, người ta bàn tán rồi con sẽ thế nào hả. mẹ ơi, con đã suy nghĩ kỹ rồi, con chịu được. con ơi là con, sao con ngây thơ thế bao nhiêu là rủi ro vất vả hả? con nuôi nó lớn sau nó có coi con là mẹ không hay chỉ là mẹ kế không máu mủ mẹ ơi anh dũng tốt với con lắm nếu không lấy anh ấy con sẽ không chịu lấy ai cả trời ơi là trời đứa con của tôi con ăn bùa mê thuốc lú gì mà như vậy hả con mẹ ơi xin mẹ hãy chấp nhận chúng con mẹ không đồng ý và chắc chắn cả nhà ta sẽ không ai chấp nhận. con chọn gia đình hay là thằng đó thì tùy con. mẹ và bố qua nhà chị hiền đây. mẹ, mẹ, con xin mẹ. mẹ tôi không nghe tôi nói nữa mà giận dữ ra ngoài rồi kéo tay bố đi khỏi. tôi ở trong phòng ngồi sụp xuống khóc lớn. dũng chạy vào an ủi tôi. anh và tôi ôm nhau nước mắt đầm đìa. bên hiếu bên tỉnh thật không biết làm sao cho đúng tôi kể cho dũng nghe mọi chuyện anh nhìn tôi đầy đau khổ rồi nói sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi bởi anh không muốn tôi sau này phải hối hận với quyết định của mình buổi dã ngoại được tôi chuẩn bị kỹ càng đã bị phá vỡ hoàn toàn tôi nhốt mình trong phòng mặc cho tiếng dũng hét ở bên ngoài một lúc lâu tôi không còn nghe động tính gì nữa thì mới bước ra ngoài trên bàn có một chiếc túi và một lời nhắn từ anh hôm may anh tính tặng cho em bất ngờ này nhưng bây giờ chắc nó không còn giá trị nữa rồi em nghỉ ngơi cho khỏe đi nha có gì nói anh nha tôi mở chiếc túi ra là chiếc áo gia đình được anh đặt may có khắc tên ngọc dũng hoàng tôi cầm chiếc áo nước mắt lã chã rơi rồi đây tôi phải làm sao đây tôi thật sự yêu dũng nhưng cũng rất thương bố mẹ của mình hai hôm nay tôi không đi làm cứ nhốt mình ở trong phòng điện thoại reo liên tục nhưng tôi không bắt máy tôi cần thời gian để lắng nghe con tim của mình và ra quyết định đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì chuông cửa lại vang lên tôi không tính mở cửa cho ai cả nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy tôi không trốn tránh thêm nữa ngọc anh muốn nói chuyện với em anh hai em mệt mỏi lắm anh giúp em với cho anh vào nhà đi rồi anh em mình nói chuyện bức ảnh bị đập bể vẫn chưa được dọn căn nhà trông bừa bộn anh nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. ngọc, sao em lại để nhà cửa như vậy hả. cô bé ngăn nắp, gọn gàng ngày xưa đâu rồi. em tính bỏ bê bản thân vậy hả. anh ơi, em khó xử quá. em phải làm sao bây giờ hả anh. anh nghe mẹ nói rồi. với trách nhiệm của một người anh trai, anh mong em hãy nghe lời của bố mẹ. rồi gia đình ta sẽ trở về hà nội. em cũng sẽ làm việc ở hà nội luôn đi. anh ơi nhưng mà em rất yêu anh ấy em quen anh ta được bao lâu mà kêu yêu đó là tình yêu hay là sự thương hại từ bé em đã là một đứa rất tình cảm nên anh rất hiểu em tình yêu mà em cho là tuyệt đẹp ấy cũng chỉ là sự thương hại của em dành cho người ta mà thôi ngọc à thương hại đúng vậy em hãy suy nghĩ thật kỹ lại đi ngày mai anh với bố mẹ về lại hà nội rồi nếu em muốn đi thì anh sẽ đặt vé rồi về cùng không thì em hãy ở lại đây và đừng về nữa anh em em anh về đây em cứ suy nghĩ đi anh hai rời đi để tôi một mình trong mớ hỗn độn tình cảm mà tôi dành cho dũng là tình yêu hay chỉ là sự thương hại tôi cũng không biết nữa đầu tôi đau như búa bổ tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại cảm giác này quá đau khổ với tôi rồi nhìn lại những bức ảnh chụp chung với dũng và hoàng tôi không tài nào khống chế được cảm xúc khóc ngất đi nhưng nếu phải chọn lựa tôi sẽ chọn gia đình bởi không có tôi hai cha con anh vẫn sống tốt còn bố mẹ tôi không có tôi chắc hẳn bố mẹ sẽ rất đau khổ và buồn công sức nuôi tôi lớn đến như thế này tôi không thể bất hiếu mà chối từ được ngày hôm sau tôi gọi cho anh hai đặt vé rồi cùng về hà nội với gia đình anh ơi Ngọc đấy hả em? Dạ, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn ở lại hay về? Anh đặt vé cho em về với. Được, em sắp xếp lại đồ đạc đi, rồi mình về. Dạ anh. Tôi dọn hành lý, vứt đi hết những kỷ niệm của hai chúng tôi. Bố mẹ thấy tôi thì vui vẻ lắm, chạy đến ôm tôi thật chặt. Lúc máy bay cất cánh cũng là lúc tôi quyết định sẽ quên đi anh và mọi thứ ở đây tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh với tất cả đồng nghiệp tạm biệt sài gòn tạm biệt những kỷ niệm đẹp tôi trở về hà nội và được bố mẹ sắp xếp cho công việc gần nhà sáng đi tối về cả gia đình lại vui vẻ như trước nhưng con tim tôi như đã mất đi cảm xúc không còn muốn yêu thêm ai bố mẹ thường xuyên mai mối cho tôi với những anh chàng trẻ trung giàu có nhưng tôi không hề có chút rung động nào hôm nay lại là một lịch đi xem mắt nữa. Tôi nhất quyết không muốn đi nhưng bố mẹ cứ bắt ép phải đi cho bằng được. Người xem mắt ngày hôm nay tên Trung, 27 tuổi đang làm cùng bệnh viện với bố. Khá cao to và đẹp trai, gốc Hà Nội. Chào em, anh là Trung. Chào anh, em là Ngọc. Rất vui được gặp em, không ngờ bên ngoài, em còn xinh hơn trong ảnh nhỉ. Dạ, anh quá khen rồi em có sở thích gì không nghe nói em vẽ tranh đẹp lắm hả tôi cứ trả lời qua loa không có hứng thú thấy sự khó chịu của tôi hắn cũng rút lui rồi chuồn lẹ tôi đã từ chối hơn mười mối rồi đấy không biết những việc như vậy khi nào mới có thể dừng lại đây chứ tôi nhìn lên trời xanh nghĩ về cuộc đời của mình thấy con gái cứ đi làm rồi về nhà khuôn mặt ủ rột bố mẹ rất lo lắng hôm nay, mẹ còn gọi điện cho mấy bạn cấp ba của tôi, đến đưa tôi đi chơi, nhưng tôi từ chối, không muốn đi đâu cả. đi chơi nào ngọc ơi, hôm nay có cái thanh từ nước ngoài về ấy, mày ơi. tao mệt lắm, tao không đi đâu, mày với nó là bạn thân cơ mà. dạo này, mày sao đấy ngọc, từ sài gòn về lại thành ra thế kia. tao, tao xin lỗi, tụi mày cứ đi đi hôm khác tao gặp nó sau thế thôi tụi tao đi trước đây đám bạn rời đi tôi bước lên phòng mẹ ở dưới nhà lắc đầu có khi nào đưa ngọc về đây lại là sai lầm hay không mẹ tôi suy nghĩ nhìn con gái như thế người mẹ như muốn tan nát cả con tim cô bé hoạt bát vui vẻ của ngày xưa đâu rồi cơ chứ cũng đã hơn một tháng qua đi tôi bên ngoài đã vui vẻ hơn nhưng bên trong vẫn thế vết thương vì sự chia xa ấy vẫn không thể nào nguôi ngoai được. lâu lâu tôi vẫn mơ thấy khoảng thời gian hạnh phúc cùng dũng rồi bất giác rơi nước mắt. hôm nay là ngày cuối tuần, tôi ở trong nhà cả ngày, không chịu đi đâu chơi. khi đang lướt búc thì tôi nhìn thấy một bức ảnh quen thuộc được đăng trong nhóm tìm người thân, bạn bè đã thất lạc. cần tìm lại cô bé năm xưa khi mình có duyên gặp khi đi ra hà nội thăm bà nội. cô bé có mái tóc đen dài. Đôi mắt to tròn, tuy em khá mít ướt và hay nũng nịu, nhưng thật sự anh thấy em rất đáng yêu. Nếu em có tình cờ thấy được bức ảnh này, thì anh chỉ muốn nói với em là anh rất muốn gặp lại em và người mẹ tuyệt vời của em. Nhờ có em mà khoảng thời gian buồn chán và đau khổ nhất của anh được vơi bớt đi rất nhiều. Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe và anh sẽ cố gắng tìm được em sớm nhất. Tôi không khỏi sừng sốt nhìn bức ảnh đó bởi vì đó chính là bức ảnh tôi đã cắt giữ nó mấy chục năm nay bài đăng muốn tìm lại cô bé ngày xưa được anh gặp ở bệnh viện ở hà nội và chính tôi đã ở đó cùng với anh lúc năm tuổi chủ bài đăng này cũng là người tôi mà đã tìm kiếm suốt bao lâu nay lúc tôi vào sài gòn là cũng để tìm anh nhưng do công việc và mối tình với dũng mà tôi quên mất đi điều ấy tôi vào xem kỹ hơn thì thấy người đăng có tên là nguyễn trung dũng đó cũng là tên của người yêu cũ của tôi ở trong nam tôi vào xem trang cá nhân và phát hiện ra người tôi tìm kiếm bao năm lại chính là dũng mà tôi quen tôi sốc không thể nói thành lời không thể ngờ được lại có sự trùng hợp kỳ diệu đến thế trái đất này thật sự rất tròn đi một vòng rồi lại vẫn thấy nhau ở đó tôi nhanh chóng gửi một dòng tin nhắn dài được gửi đến anh gửi vào hết bao sự mong nhớ và yêu thương của mình vào trong đó anh dũng em là bích ngọc đây chắc anh sẽ rất bất ngờ khi nhận được dòng tin nhắn này anh hiện tại có khỏe không hoàng thế nào rồi ạ à? thằng bé có hay khóc không và khiến anh mệt mỏi không em xin lỗi vì sự rời đi đột ngột của mình mà không một lời nhắn nhủ em đã về hà nội nhưng nỗi nhớ anh vẫn chưa bao giờ ngôi ngoai được có những hôm em mơ được gặp anh em ôm anh và chúng ta cười thật hạnh phúc Em cũng mang đến cho anh một bất ngờ và có một sự thật bây giờ em mới phát hiện ra. Anh chính là chàng trai mà em đã tìm lâu nay và em cũng chính là cô bé đáng yêu trong bức ảnh mà anh đã đăng tải trên nhóm. Chắc anh cũng sẽ ngạc nhiên giống em mà thôi. Nếu anh thật sự vẫn còn yêu em thì hãy ra số nhà 08, đường Hải Hồ, Long Biên, Hà Nội anh nhé. Em sẽ ở đó chờ anh. Em yêu anh. nỗi nhớ mong đã được viết ra tôi nhẹ lòng hẳn đi, không còn ủ rột, buồn bã nữa, tôi ra khỏi nhà bước đi trên con phố quen thuộc, ký ức lúc tôi năm tuổi ùa về, tôi lúc ấy là cô gái nhõng nhẽo, thích màu hồng, được anh tặng gấu bông và kẹo, cô bé ấy mê anh, đòi anh bế đi chơi khắp bệnh viện, và, những người có duyên sẽ đến bên nhau, hai ngày sau, khi đang quét sân thì tôi đã gặp một bóng hình thân thương, dũng đứng từ xa vẫy tay với tôi trên tay còn cầm theo bức ảnh bé hoàng đứng bên cạnh không ngừng kêu cô ngọc cô ngọc tôi như trở lại ngày mới yêu chạy ra ôm anh vào lòng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má nỗi nhớ nhung bao lâu nay cuối cùng đã được đền đáp nếu anh đã dũng cảm đến tìm tôi thì tôi sẽ nguyện vì anh mà khuyên nhủ lại bố mẹ tôi nắm lấy tay anh bước vào nhà bố mẹ thấy dũng thì hốt hoảng lắm đôi mặt giận dữ của bố cùng tiếng hét vang lên sao cậu lại ở đây tránh xa con gái tôi ra mẹ tôi cầm cái chổi ra tính đuổi đánh dũng đi hoàng bên cạnh thấy thế thì khóc thét đòi bố đi ngay lập tức bố bố ơi con muốn đi con sợ thấy đứa con mình khóc lóc như thế dũng không khỏi đau xót liền tạm biệt tôi rồi đi khỏi nhà tôi tính chạy theo thì bị mẹ gọi lại mày có giỏi thì đi với nó đi đi rồi thì đừng về nhà nữa mẹ mẹ con xin mẹ mà không nói nhiều vào nhà ngay cho mẹ tôi lại bị giữa chữ hiếu và chữ tình rằng xé nhưng nếu anh đã tìm đến tôi sẽ dũng cảm đến bên anh mặc cho tiếng hét của mẹ tôi vẫn lao nhanh ra khỏi nhà chạy đến bên dũng anh dũng ơi chờ em với ngọc sao em lại chạy ra đây rồi đi vào nhà đi nếu không bố mẹ lại mắng đấy em sẽ cùng anh đi khắp mọi nơi dũng nhìn tôi đầy hạnh phúc nắm lấy đôi tay người con gái mình yêu bước đi dũng tìm tạm một nhà nghỉ để hai đứa và hoàng nghỉ ngơi hoàng vì mệt quá mà đã nằm ngủ trên lưng anh từ lúc nào chặng đường phía trước còn lắm trông gai liệu cả hai có thể cùng nhau vượt qua hay không tôi dọn ra ở với anh cũng được hơn tuần. Đồ đạc tôi của tôi cũng nhờ chị Hiền lấy dùm cho. Hôm nay vì về nhà lấy thêm ít quyển sách cần dùng cho bản báo cáo ngày mai nên tôi quay trở về nhà. Cánh cổng đóng chặt. Tôi ở ngoài hét đến khàn cả cổ nhưng không có ai trả lời. Bà hàng xóm ở bên cạnh thấy tôi thì tò mò hỏi. Giờ mới mò mặt về Hà Ngọc. Tưởng đi theo trai luôn rồi. Cháu về thăm bố mẹ. Chìa khóa bố mẹ cũng đã thay nên cháu không vào được. Bố con bị đột quỵ phải vào bệnh viện kia kìa. Bố, bố cháu vào bệnh viện á. À, cháu, cháu không biết. Điện thoại để đâu mà không biết. Đúng là... Bà ta chật lưỡi, rồi đi vào trong nhà. Vừa đi vừa nói. Rõ khổ chưa? Nuôi còn lớn. Ốm bệnh cũng không biết. Đúng là vô phúc mà tôi bên cạnh cảm thấy rất xấu hổ và tự trách rất nhiều điện thoại tôi bị rơi nên vỡ màn hình đang sửa ở tiệm nên không biết có chuyện gì xảy ra cả đang đứng ngồi không yên thì tôi bắt gặp chị hiền chạy đến với đôi mắt đỏ hoe khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi và thất thần thấy tôi chị ngạc nhiên lắm nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chị vừa nói vừa khóc ngọc sao gọi không được hả chị chị bố có bị gì không nhanh nhanh vào bệnh viện đi bố bố đang nguy kịch rồi tôi nghe xong mà bùn rùn hết chân tay trời ơi tôi đã làm cái gì vậy khi bố ốm tôi lại chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi ư giọt nước mắt của sự bất lực cứ thế lăn dài trên đôi má ấy chị ngọc lái xe nhanh đến bệnh viện thời gian càng lúc càng gấp gáp bệnh viên đông đúc người không khí ngột ngạt kèm tiếng khóc ai oán vang vọng khiến con người ta cảm thấy càng bất an và ngột thở hơn căn phòng bố cô nằm ở cuối cầu thang lạnh lẽo và u tối vừa bước vào phòng cô thấy mẹ ngồi gục xuống giường hai tay cứ nắm lấy tay bố anh hùng đang thực hiện nhiệm vụ nên không thể đến được chỉ có mẹ ở đây mẹ con xin lỗi con đến rồi đây mẹ quay lại đôi mắt đỏ hoe không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay đi. Lúc này, tôi mới hiểu được sự sống mong manh của bố mẹ. Làm sao một đứa con gái như tôi lại có thể làm bố mẹ phiền lòng thêm nữa chứ? Mấy hôm nay tôi túc trực bên bố. Bố đã tỉnh lại nhưng cả cơ thể khó cử động nên phải có người đỡ đần và giúp đỡ. Bố tôi cao hơn một mở tám. Nặng 70 cân nên tôi và mẹ đều phải dùng hết sức mới có thể đỡ bố dậy được. May mắn thay tôi đã có anh bên cạnh nghe tin bố nhập viện dũng ngày nào cũng đến thăm và đỡ đần mẹ tôi phụ giúp bà chăm sóc bố vì bố dũng cũng vì bị đột quỵ mà mất nên anh hiểu rất rõ những việc cần phải làm nhìn cách anh chạy đôn chạy đáo đi mua cháo lấy thuốc mồ hôi nhễ nhại khiến tôi không khỏi xót thương đến lúc này tôi mới nhận ra quả thật mình không nhìn lầm người anh tinh tế nhẹ nhàng và luôn biết cách chăm sóc người khác hôm nay, vì tôi bật đi công tác cùng công ty nên đành phải nhờ dũng phụ mẹ trông bố. cảm giác bất an và lo lắng khiến tôi không thể nào tập trung vào công việc được. tôi cố gắng sắp xếp mọi công việc sớm nhất có thể để trở về. alo, anh dũng ơi, mọi chuyện ổn không anh. bố em hôm nay ăn được lắm, còn anh và mẹ vẫn còn ngại ngùng và ít khi trò chuyện lắm. vất vả cho anh rồi, đợi khi nào em về em sẽ nói về chuyện của chúng ta cho mẹ hiểu em nghĩ nếu em nói về chuyện hồi trước chắc hẳn mẹ sẽ có cách nghĩ khác về anh anh cũng mong thế thật sự anh muốn chúng ta trở thành gia đình của nhau bố em cũng là bố anh mẹ em cũng là mẹ anh cảm ơn anh vì tất cả em thật sự rất may mắn khi gặp được anh cô bé ngốc này anh mới là người may mắn khi gặp được em đấy em yêu anh anh cũng yêu em cuối cùng, chuyến đi công tác của tôi cũng kết thúc. vừa về, tôi đã chạy ngay vào bệnh viện thì thấy anh đang thay đồ cho bố. nhìn ánh mắt của anh tràn đầy sự yêu thương và quan tâm dành cho bố khiến tôi chứng kiến mà không thể kìm được nước mắt. mẹ tôi đi lấy thuốc cũng quay trở về. thấy tôi đứng ngoài cửa không chịu vào thì mới ngạc nhiên bảo. ngọc, con về khi nào đấy, sao không vào đi con. mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ ạ sao đấy con? Mẹ nghe này. Mẹ ơi! Sau thời gian qua, mẹ thấy anh Dũng thế nào ạ? À? Cũng tốt nhưng mà. Mẹ! Mẹ còn nhớ cậu bé đã giúp đỡ và chơi với con lúc con vào viện hồi năm tuổi không ạ? À? Có chứ. Ảnh mẹ vẫn còn giữ mà. Có cơ hội. Mẹ vẫn muốn gặp lại cậu ấy. Mẹ đã gặp rồi đấy ạ. À? Sao cơ? Sao mẹ không biết nhỉ? Ánh mắt tôi hướng về Dũng, mẹ cũng nhìn theo, đôi mắt mẹ tỏ vẻ kinh ngạc, mẹ chăm chú nhìn vào dũng và dần dần hồi tưởng về ngày ấy. ý con là, vâng ạ, à, đúng như mẹ nghĩ, anh dũng chính là cậu bé năm đó, con cũng không ngờ có sự trùng hợp như vậy nhưng đó là sự thật mẹ ạ, anh ấy là người đã tìm giếng con và trao cho con yêu thương mẹ ạ. mẹ, mẹ không ngờ, trái đất này lại tròn như vậy đấy. Cậu bé năm ấy mẹ yêu quý lại đang ở trước mặt mẹ ư. Mẹ ơi! Vậy nên mẹ hãy tác hợp cho con và Dũng được không ạ? À? Mẹ! Mẹ cần thời gian để suy nghĩ về việc này. Ánh chiều tả buông xuống căn phòng bệnh. Có hai người đang suy nghĩ rất nhiều điều nhưng không ai nói thêm lời nào nữa. Ngày bố được về nhà, chính Dũng là người mua cho bố chiếc lăn hãng mới nhất gần 25 triệu chính anh cũng là người đã gắn bó với gia đình tôi khoảng thời gian khó khăn nhất. Bố tôi đã dần chấp nhận đứa con rể này rồi, còn mẹ vẫn im lặng như thế, liệu rằng mẹ sẽ đồng ý cho chúng tôi quen nhau hay không? Hôm nay, mẹ tôi đi chợ để mừng ngày chồng được về nhà. Mẹ nấu rất nhiều món ăn ngon, có cả mấy món trong Nam mới có. Dũng được mẹ mời ở lại ăn cơm cùng gia đình, khỏi nói anh mừng rỡ biết bao nhiêu. Mẹ tôi bây giờ cất lời ngọc này mẹ sẽ tác thành cho con và dũng mẹ đã chăn trở rất nhiều mẹ lúc đầu ngăn cản cũng chỉ vì không muốn con bị thiên hạ đàn tiếu nhưng khoảng thời gian qua mẹ thấy rằng dũng là chàng trai tốt mẹ có thể yên tâm giao con cho dũng được rồi mong hai đứa chân cứng đá mềm yêu thương nhau đến khi đầu bạc răng long thật hả mẹ con mừng lắm con cảm ơn mẹ nhiều con và anh sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc để cho bố mẹ an tâm nhưng có một điều kiện nó phải ra ngoài hà nội làm việc mẹ không muốn con đi xa nữa dũng ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay tôi mỉm cười nói cháu cảm ơn bác đã cho con quen ngọc thật ra lúc cháu ra hà nội tìm ngọc cháu cũng đã quyết định mình sẽ ở đây làm việc và sinh sống rồi ạ à. bố và mẹ gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện bữa cơm đầm ấm và vui vẻ diễn ra tôi và anh chính thức có những bước chuyển mới trong cuộc đời vì được gia đình chấp nhận nên anh đã nhanh chóng cầu hôn tôi cảm giác hạnh phúc ấy đã là điều tôi mong chờ bấy lâu nay cuộc đời còn dài nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ mãi bên cạnh nhau chúng tôi sẽ có một gia đình nhỏ và cùng nhau chăm sóc hoàng lớn lên vâng quý khán thính giả thân mến nếu thấy hay thì hãy cho tôi một like video và đăng ký kênh nhé hành động này tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động lực to lớn đối với tôi ban biên tập rất hoan nghênh những ý kiến cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi xin chân thành cảm ơn mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào có những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo